Across, across, across. Âm đầu là âm ờ, nhưng nguyên âm giữa là âm o dài. Cross, across, across. Mình đọc across, across, âm đó cũng được, nhưng âm tiếng Việt, âm Mỹ là âm o dài, a dài ha, a dài. Across, 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 rất nhẹ nhàng. Across nó có nghĩa là ngang qua, băng ngang qua cái gì đó, gọi là across. Nó là trạng từ các bạn ha, nó cũng là một giới từ nữa. Walk across the park, walk across the park là đi bộ băng ngang qua công viên. Walk across the park, walk across the bridge, đi băng ngang qua cầu. Walk across the field à, là đi băng ngang qua cánh đồng các bạn ha. Thì ngang qua cái gì đó, cái gì mà có cái thứ rộng rộng để mình băng qua, gọi là băng ngang qua, thì mình dùng across. Walk across the park, đi băng ngang qua công viên. Walk, 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 walk. Mình đừng đọc là work nha, work là làm việc, còn này là walk. Talk là nói chuyện, giống y chang như vậy. Walk, talk, walk, walk, talk. Walk across the park. Âm này âm a dài luôn. Là a, park, 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 the park. Walk across the park, băng ngang qua công viên. Chữ này là chữ bridge. Bridge, bridge. Âm cuối là j, bridge. Chữ này là chữ field, yield, field, fill, field, field, field. Walk across the field, cánh đồng. Rồi, đi ngang qua cái gì đó ha. Các bạn thay cái động từ walk này thành động từ chạy cũng được. Chạy băng ngang qua, đi bộ băng ngang qua, hay là bay ngang qua đều được các bạn ha. Thay cái động từ walk bằng run hoặc là bằng fly hay là gì đó thôi. Rồi, don't run across the street. Cái này mình nói với trẻ con nè, đừng có chạy băng qua đường nha. Don't run across the street. Across the street. Across the street là cái đường nó có cái độ rộng thì băng ngang qua, thì gọi là across the street. Đừng có băng, đừng có chạy băng ngang qua đường. Don't run. Don't. Oh, don't. 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 Don't run. Don't. Có cái nghẹn ở cổ cho âm T này. Don't run, don't run, run, r, r. Đừng nói là run, 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 nhưng mà là run. Âm trước có âm w, run, run. Don't run across the street. E, street, street. Âm y dài, cho nên kéo ra cho tròn âm. Street, street. E, street, street. The street. Don't run across the street. Nha các bạn. He lives across the street. He lives across the street. Anh ta sống ở bên kia đường kìa. À, cái này là giới từ rồi đó. Across the street. He lives across the street. Anh ta sống ở bên kia đường. Hồi nãy mình nói run across là chạy băng ngang qua. Chạy băng ngang qua. Còn cái này đó là sống ở bên kia. Đó, across có nghĩa là nhìn xéo qua anh kia thì thấy anh ta sống ở đó. He lives. 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 Live. Trước rồi mới tới âm sờ. Lives. Lives. He lives across the street. He lives across the street. Hay là the store is across the street. Cái cửa hiệu kia, cái cửa hiệu nằm bên kia đường kìa. Cái cửa hiệu nằm bên kia đường kìa. The store is across the street. Cái cửa hiệu bên kia đường kìa. Hay là sống bên kia đường kìa. Hay nhà anh ta ở đối diện bên kia đường. The store. 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 Đừng có nói chữ store. Store không thì không đúng. Store. The store. Có cái âm R cuối thì nó thường rơi xuống cái âm Store. The store is across the street. Ở bên kia đường. The village is across the forest. Cái ngôi làng ở bên kia khu rừng. Across có nghĩa là băng ngang qua khu rừng rồi mới tới ngôi làng.
Thì the village is across the forests. Village. I. Vi. I. Li. Li. Lidge. Village. Vi. Li. Li. Lidge. Village. The village is across the forest. For. Forests. Or. For. Forests. Rests. Forests. The village is across the forest. Cái ngôi làng ở bên kia khu rừng. Rồi các bạn, chúng ta vừa hoàn thành cái từ across. Hy vọng là các bạn nắm vững cách phát âm, biết cách vận dụng nó. Thank you very much.